Tập 24. Niệm sinh. Hắc Hoa, sao em lại tới đây? Em không có việc gì nên tìm anh nói chuyện. Đúng vậy, đã lâu rồi không nói chuyện. Có uống rượu không? Được đấy. Thế nào, vết thương đã khỏi chưa? Đỡ nhiều rồi. Nào, hết hả? Hết rồi. Niệm sinh, sắc mặt anh không được tốt. Có phải trong lòng có chuyện gì không? Không sao, chúng ta đừng nhắc nữa. Được, anh không nói, em cũng không nói. Có điều niệm sinh à, hôm nay em tới đây là muốn nói với anh một chuyện. Chuyện này đối với em rất là vui, nhưng e là sẽ làm anh thất vọng. Chuyện gì? Có khả năng em sẽ có gia đình của mình trước anh. Cậu nói cậu... Thúy Nhi đã theo em nhiều năm, trải qua bao nhiêu gian khổ. Vì vậy em quyết định lấy cô ấy. Đây là chuyện tốt. Anh em tốt, chúc mừng cậu. Mọi người có biết không? Không, nói với anh đầu tiên. Hơn nữa em cũng không muốn làm lớn. Mấy người anh em tốt chúng ta chúc mừng là được rồi. Vậy sao được? Tôi nhất định sẽ khiến cậu nở mày nở mặt. Cưới Thúy Nhi về nhà ta. Được, vậy cảm ơn anh trước. Nào. Niệm sinh, anh cũng nên cân nhắc chuyện của bản thân mình. Bên cạnh có nhiều cô gái tốt, các anh em đều đố kỵ. Nhất định em sẽ có con trước anh. Vì vậy, người làm cha nuôi như anh vẫn nên chuẩn bị trước quà cho em đi. Không thể thiếu được đâu. Cậu nói xem cả ngày từ sáng đến tối chỉ nghĩ đến tiền. Thế mới tươi mới. Không có tiền vợ con của em anh nuôi chắc. Niệm sinh. Em hiểu anh. Nhưng anh phải nhớ, anh em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Cảm ơn người huynh đệ. Chúc mừng Hàng Tư lệnh, chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng Hàng Tư lệnh. Chúc mừng. Cảm ơn. Trương tiên sinh, ái nữ xuất giá là chuyện lớn. Vâng. Có chút thành ý không đáng giá, xin hãy nhận lấy. Uống thêm vài chén. Mời. Mời. Lão gia, ông nhìn con rể chúng ta xem, được nhiều người yêu thích quá. Nếu không phải người ta theo đuổi Mỹ Ngọc trước, nói không chừng sau này được bao nhiêu cô gái theo đuổi. Em có ý gì? Con gái của Hàn Mỗ này không tốt sao? Anh nói em hay, tên tiểu tử này lấy được con gái nhà ta là phúc cả đời nó tu luyện được. Em mới khen con rể được hai câu, anh đã không vừa lòng rồi sao? Qua hôm nay là thành người một nhà rồi. Đúng vậy. Đừng quên người ta còn có bối cảnh thế nào. Em thấy có hôn sự này thì việc thăng chức của tư lệnh đây không còn xa nữa. Nhan sắc của Mỹ Ngọc đúng là cần phải có sự nghiên cứu. Mỹ Ngọc, hôm nay cô đẹp quá. Cô là cô dâu đẹp nhất tôi từng gặp. Đúng vậy, cô thật hạnh phúc. Đúng là chúc mừng cho cô. Mỹ Ngọc, cô sao vậy? Mỹ Ngọc, có phải cô thấy không khỏe ở đâu không?
Nghi thức sắp bắt đầu rồi, chúng ta xuống dưới lầu thôi. Đúng vậy, chúng ta xuống thôi. Đi thôi Mỹ Ngọc. Đứng lên, nhanh lên cô dâu xinh đẹp. Nhanh lên nào. Sao lại tới đây một mình? Em nghe cha nói, hôm nay Mỹ Ngọc gả cho Khổng Văn Đào. Chẳng biết làm sao cô ấy lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Niệm Sinh, thật ra Mỹ Ngọc vẫn luôn thích anh. Anh có biết không? Anh biết. Vậy còn anh? Anh hy vọng cô ấy hạnh phúc, sẽ luôn hạnh phúc. Tiên sinh Khổng Văn Đào, anh có đồng ý lấy tiểu thư Hàn Mỹ Ngọc làm vợ, yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy, bất kể giàu sang hay nghèo, cho đến khi cái chết chia lìa hai người? Tôi đồng ý. Tiểu thư Hàn Mỹ Ngọc, cô có đồng ý gả cho tiên sinh Khổng Văn Đào, yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, bất kể giàu sang hay nghèo, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không? Tiểu thư Hàn Mỹ Ngọc, tôi đồng ý. Tốt. Bây giờ mời tân lang tân nương trao nhẫn. Xin mời. Tốt. Hôn một cái. Hôn đi. Tốt quá. Hôm nay là người làm cha, trong lòng tôi có một chút không nói lên lời. Tôi rất muốn sớm gả ái nữ của mình đi. Nhưng thật tâm bà nói, nhưng lại không muốn để con gái rời xa mình. Có điều khiến tôi an tâm nhất là tôi thay con gái tôi
tìm được một lang quân như ý. Tiếp theo, tôi lại giới thiệu với mọi người con rể của tôi, Khổng Văn Đào. Hay lắm. Người làm cha như ta, hôm nay cha tự tay đem con gái giao cho con. Ta hy vọng con có thể giống như ta, yêu nó, bảo vệ nó. Nào, cảm ơn. Tốt. Lão Tứ, cậu không nhìn nhầm, đúng là Nomura. Tam ca, mắt em không mờ đâu. Trên võ đài, hắn phô ra cái dáng ngạo mạn, quá thành tro em cũng nhận ra. Nomura biến mất lâu rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện? Điều này chứng minh nhắm vào Tứ gia. Chưa chắc, chắc hắn không dám vào Trung Nghĩa đường đâu. Hắn muốn nghe ngóng tin tức của Điềm Sinh thông qua tôi. Nhất định hắn hoài nghi anh có liên quan đến Điềm Sinh. Mũi của con chó này cũng thính thật. Tứ gia, chúng ta nên làm thế nào? Chú Tường, chú hãy lập tức đi tìm Tuyết Như, bảo nó về đây một chuyến. Alo, thế nào, làm trễ hiền thì không nhận người bạn cũ này nữa sao? Đâu có. Xin đợi một chút. Kato tiên sinh, muộn thế này rồi tìm tôi có chuyện gì không? Tôi muốn hỏi cậu, nửa tấm bản đồ đó đã có tiến triển gì chưa? Đã có một chút manh mối. Dựa theo những ký hiệu trên bản đồ, đi về phía Tây chắc cách Thiên Tân cũng không còn xa. Tôi chỉ có thể phục hồi lại tuyến đường này dần dần. Chỉ đáng tiếc tên tiểu tử Niệm Sinh này chạy mất rồi, làm tốn rất nhiều thời gian. Một khi đặc vụ đã chạy mất thì rất khó bắt lại. Câu nói cổ của người Trung Quốc, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tôi có cách. Ngoài ra, nếu không tìm được Điểm Sinh, có một nửa cũng được. Tìm Keiko sẽ càng phiền phức. Cô ta biết rất rõ về hành tung của người Nhật. Muốn tìm được cô ta cần tốn ít công sức. Có điều sớm muộn gì cũng có ngày hai người bọn họ cũng rơi vào tay tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ để từ từ vẽ lại. Đúng là rất khó. Thế nào đi nữa cũng phải mất một tuần. Bên phía cậu một khi có tiến triển gì, ngay lập tức phải thông báo với tôi. Khổng tiên sinh, cậu đừng để người vợ xinh đẹp mê hoặc cậu làm lỡ mất đại sự. Yên tâm đi, tôi có làm lỡ chuyện gì thì cũng không thể làm lỡ chuyện này đâu. Ngài yên tâm. Được, tạm biệt. Dân, tạm biệt. Tứ gia. Tứ gia, đại tiểu thư về rồi. Cha, cha tìm con có chuyện gì không? Tuyết Như, hôm qua cha đi từ tiệm trà ra ngoài, phát hiện có người đi theo cha. Con đoán xem ai? Chính là cái người Nhật bị Niệm Sinh đánh gục. Lại xuất hiện rồi sao? Sao lại theo cha? Đoán chừng đang nhắm vào bọn con. Bọn họ nhất định đang hoài nghi Trung Nghĩa Đường có liên quan tới đặc vụ, vì vậy mới đi theo cha. Hãy chuẩn bị đi, nghĩ xem ứng phó thế nào. Cha có đối sách nào không?
Sư phụ, đi. Được, mời lên xe. Đi thôi. Nhanh, đi theo. Tránh ra. Sư phụ, chỗ nào có nhiều xe kéo nhất? Ở rạp hát, chỗ đông người sẽ dễ kiếm sống. Được, vậy đi chỗ đó. Được, cô ngồi vững nhé. Xem ra đúng là theo dõi tôi. Tên người Nhật này bị đánh gục trên võ đài nhưng vẫn không phục, vẫn muốn báo thù chúng ta. Xem ra bọn chúng muốn tìm ra chỗ này vì cả ổ chúng ta. Chúng ta nhất định phải đề phòng chúng. Mọi người tuyệt đối không được để lộ bản thân. Anh thấy được tứ gia nói rất đúng. Phải tương kế tụ kế, một quyền diệt trừ Nomura. Nhưng nếu muốn diệt trừ Nomura thì không đơn giản. Tôi cho rằng lần này cần phải làm ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Mượn cơ hội này kết hợp với đường tứ gia diệt trừ Nomura. Được, chỉ cần diệt trừ được hắn thì thế nào cũng được. Vậy kế hoạch lần này của chúng ta tên là kế hoạch diệt môn. Đường Tuyết Dư đang có ý trốn cậu. Đúng vậy. Xem ra trong lòng Đường Tuyết Dư có quỷ mới trốn như vậy. Rốt cuộc Đường Tuyết Dư là con gái của hắn. Đường tứ gia nhất định có mối liên hệ với cộng sản đảng. Đuôi của con hồ ly này sắp lộ ra rồi. Hãy cứ theo dõi. Phái nhiều người một chút lặng lẽ theo dõi. Phải đào được Bạch Niệm Sinh. Một khi phát hiện Bạch Niệm Sinh, lập tức thông báo cho ta. Ta muốn tận tay tóm được hắn, báo thù cho sự thất bại trên võ đài. Niệm Sinh, anh đến rồi. Em nghe được Khổng Văn Đào nói chuyện cùng với tên người Nhật. Bọn họ nói chỉ khi bắt được anh mới có thể giải được bí mật của bản đồ dân tùng. Bản đồ dân tùng đó rốt cuộc là cái gì? Bản đồ dân tùng là một kho báu trong truyền thuyết. Khổng Văn Đào luôn tìm kiếm trên người anh. Vừa hay là có bí mật của kho báu này. Vì vậy đó là lý do Kato và Khổng Văn Đào luôn luôn bắt anh. Những kho báu này là tài sản của dân tộc chúng ta, tuyệt đối không được để người Nhật cướp mất. Vì vậy anh luôn muốn bảo vệ nó. Thì ra là vậy. Em sẽ nghĩ cách lấy tấm bản đồ đó cho anh. Không được, Mỹ Ngọc. Một khi để Khổng Văn Đào phát hiện, anh sợ hắn sẽ làm ra những chuyện bất lợi. Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Anh phải báo cáo với tổ chức, giữ cho em an toàn. Em về trước đi, anh bàn bạc với Tuyết Như một chút. Được, vậy anh phải cẩn thận. Em cũng nên chú ý an toàn. Mời vào trong. Mời. Thế nào? Không có ai đi theo cậu chứ? Không. Khi tôi ra ngoài rất cẩn thận. Cẩn thận vẫn hơn. Dạo gần đây tin tức ở Thiên Tân ngày càng gấp. Công việc của chúng ta phải cẩn thận. Niệm Sinh vẫn ổn chứ? Cậu ấy đang ở một nơi bí mật, tạm thời không tiện lộ mặt. Gần đây có hành động gì? Gần đây sẽ có một lần hành động coi như lớn. Đến khi đó vẫn cần Đường tứ gia ra mặt giúp đỡ. Ông yên tâm, Trung Nghĩa Đường sẽ toàn lực phối hợp. Có cơ hội tôi muốn gặp Niệm Sinh. Tôi có đồ cần đưa cho cậu ấy. Được, để tôi sắp xếp thời gian. Không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Lão hồ ly Đường Kỷ Nguyên cuối cùng cũng lộ diện rồi. Tiên sinh Kato, dự đoán của tôi không sai chứ? Ngài Nomura quả nhiên dự liệu như thần, chỉ là Đường Kỷ Nguyên xảo quyệt, khiến cho tiên sinh Nomura phải chịu thiệt. Lần này phải cẩn thận, đừng nên kích động. Sao nào, ông hoài nghi năng lực của tôi? Tôi không có ý đó.
Có điều mấy lần tôi xuống tay với đặc vụ, biết rằng bọn đặc vụ giảo hoạt thế nào, vì vậy mới nhắc nhở Nomu ra ngài. Tất nhiên tôi sẽ cẩn thận, nhưng tôi nhất định sẽ không tha cho tên bạch niệm sinh đó. Cậu hãy đi nghe ngóng thời gian và địa điểm tụ hợp của bọn chúng, một lưới bắt gọn. Rõ. Nomura cắn câu rồi. Đi theo người của tôi, một lúc lại có thêm mấy người. Không sai. Lần này cố ý chọn ra một căn phòng không cách âm, ngay cả đến tiếng mũi kêu bên ngoài cũng nghe rõ mười mười. Điểm sinh, chuyện còn lại hãy giao cho chúng tôi đi. Nhất định sẽ giết được tên Nomura để trút giận cho Trung Quốc. Được, chúng cháu cũng đã làm ra được một kế hoạch. Đã báo lên cấp trên lần hành động lần này. Cấp trên đã rất tán thành hành động lần này. Chúng cháu còn đặt tên cho lần hành động này kế hoạch diệt môn. Sắp xếp thời gian chúng cháu gặp mặt vào buổi tối. Đầu tiên sẽ dẫn Nomura cùng đám người đến đó. Khi thời cơ đến, chúng cháu sẽ động thủ. Người xác định đã nghe ngóng chính xác. Bọn họ sẽ gặp niệm sinh. Không sai. Sáng sớm hôm nay tôi tận tai nghe được Kỷ Nguyên nói. Ngươi đi vào cùng ta, một lưới bắt gọn đám đặc vụ này. Rõ. Nobura tiên sinh đến tìm tôi sao? Ông tư thông với đặc vụ, tư thông với bạch niệm sinh. Ông đang nói tôi sao? Bạch niệm sinh, cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện rồi. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đó. Nobura tiên sinh, ông hao tâm tốn sức nghe ngóng tin tức của tôi. Bây giờ tôi ở đây rồi. Nói đi, ông muốn làm gì? Muốn gì sao? Tôi muốn bắt cậu đòi lại mối dục trước đây. Chỉ dựa vào ông. Ngài Kato, chuyện gì? Tôi phát hiện ngài Nomura chết ở quảng trường. Cái gì? Đây không phải là tên người Nhật sao? Chính là hắn. Trên võ đài đánh bị thương không biết bao nhiêu người Trung Quốc, còn đánh chết một người.
Còn mắng chúng ta là cây bệnh của Đông Á. Điểm sinh, chuyện này làm được lắm. Đã giúp người Trung Quốc ta xả được cục tức. Lần hành động này, chúng ta không chỉ xóa bỏ được nguy cơ giám sát của bọn người Nhật. Điều quan trọng hơn là chúng ta lấy được lòng dân, giúp nhân dân xả giận. Bây giờ Kato và Nomura luôn luôn muốn dồn chúng ta vào con đường chết. Sau đó bọn trắng trợn muốn tổ chức kế hoạch hạt sư của chúng ở Thiên Tân. Và lúc này chúng ta diệt trừ Nomura, khiến cho Kato mất đi một trợ thủ, đánh cho hắn không kịp trở tay. Đợi sau khi vật tư của bọn chúng đến, chúng ta sẽ làm hỏng vật tư của chúng. Như vậy chúng ta có thể phá bỏ triệt để kế hoạch hạt sương của chúng, hoàn thành nhiệm vụ. Lời này của cậu đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. So với lúc mới tới, chỉ là một thằng chóc, không biết đã trưởng thành gấp mấy lần rồi. Số báo đặc biệt đây, vụ án giết người võ sĩ Nhật Bản chết ở trên đường. Số báo đặc biệt đây. Điều viết trên báo các cậu đã biết cả rồi chứ? Tư lệnh, đã xem rồi. Vì chuyện này, tôi phải đặc biệt gọi cho cục cảnh sát. Nói trên người chết có vết bầm tím, trên người có một vết dao, chảy máu mà chết. Cậu nói xem tên Nomura này trên võ đài, chửi người Trung Quốc chúng ta, bây giờ gặp phải cảnh này, chết chưa đền hết tội. Tư lệnh, tôi nghe nói chuyện này là do đặc vụ làm. Giết một người Nhật Bản ở Thiên Kinh chúng ta, thì phải nể mặt chúng ta chứ. Đợi mà xem Kato sẽ tới tìm chúng ta. Dân, là tôi không làm tròn bổn phận, tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Có phải ngài Kato trách móc ngài không? Cái chết của Nomura khiến cho bên trên rất kinh ngạc. Thời gian này chúng ta luôn thất bại, khiến cho quân đội rất phẫn nộ. Bọn họ muốn đem cái chết của Nomura làm thành sự kiện ngoại giao, nhất định phải tìm được hung thủ. Cái tên Bạch Niệm Sinh này mang đến cho chúng ta tổn thất như vậy. Niệm Sinh, Niệm Sinh, có tâm sự sao? Không có. Có thể nói với em không? Từ khi Mỹ Ngọc gả cho Khổng Văn Đào, vẫn luôn báo tình hình của Khổng Văn Đào cho anh. Tình hình của Khổng Văn Đào chắc em cũng hiểu, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được. Anh nghĩ sẽ điều cô ấy về làm hậu phương. Cô ấy đồng ý không? Cô ấy không phản đối cũng không đồng ý, nói đợi đến khi nào có được nhiều tình báo hơn thì nói. Chuyện này em sẽ phản ánh với tổ chức. Nhưng với thân phận của Hàn Mỹ Ngọc, dù gì cũng là con gái của tư lệnh, điều này anh không cần lo. Trên phương diện nào đó, Mỹ Ngọc đã giúp chúng ta một việc lớn. Chỉ cần cô ấy nghĩ cho quốc gia, tổ chức sẽ kết nạp cô ấy. Chuyện này cứ để cho em, anh yên tâm. Làm cái gì vậy? Dọa em hết hồn. Em ở trong phòng của anh làm gì? Cái gì mà làm gì? Em thấy chỗ này của anh lộn xộn, nên vào đây giúp anh dọn dẹp. Đừng động vào đồ anh. Không cần em dọn dẹp. Sau này không cho phép em vào thư phòng của anh. Đồ của anh không cần em dọn. Đây là nhà của anh, cái gì cũng không được đụng vào, biết chưa?
Cha, con gái ngoan. Cha, sao Giang Đào không về cùng con? Ở cửa hàng con có việc nên hôm nay không về. Về nhà nhanh lên. Biết con về nên đã làm rất nhiều món ngon. Cha nói cho con nghe Mỹ Ngọc. Có câu nói, con gái lấy chồng như bát nước hất đi. Con không phải là bát nước hất đi nhà chúng ta. Con là con chim hỷ thước. Con nói xem, trước đây cứ ở trong nhà, mỗi ngày đều nghe thấy con. Chỉ cần cha ở trên lầu, dưới lầu, cứ mấy hôm lại gây chuyện. Cha phiền con muốn chết. Nhưng bây giờ con đột nhiên đi rồi. Con đừng có nói, cả cái nhà này đều cảm thấy trống không, không có âm thanh nào. Cái cảm giác của người làm cha như cha đúng là mất đi nhiều. Có gì không giống nhau? Mỹ Ngọc, con nói xem có phải cha già rồi không? Cha biết. Cha tổ chức hôn sự này cho con. Có thể không vừa ý con, nhưng con hãy tin cha. Cha là muốn tốt cho con. Con không thể ở với cha cả đời. Giang Đào đối với con thế nào? Tốt lắm cha. Vậy đó, cha, con lên trên nghỉ một chút. Đâu, nói cho cha nghe đi. Có phải có chuyện gì không? Nói với cha xem, bị ức hiếp hả? Con nói với cha đi tìm nó. Hay là về đây ở một thời gian? Con gái à, cha nói con nghe, chuyện gì cũng phải có một quá trình, có đúng không? Nói ít đi vài câu là được. Không phải đâu cha, con là vì nhớ cha. Vậy thì tốt, nếu nhớ cha, vậy thì về đây ở một thời gian với cha. Không cần đâu, con ở bên kia một thời gian. Đã quen rồi. Dù sao khi con muốn về thì sẽ về thăm cha. Mỹ Ngọc, nếu như có chuyện gì thì phải nói với cha. Con biết chưa? Người làm cha như ta thích nhất là con được sống vui vẻ. Con thì có chuyện gì chứ? Đúng vậy. Thật ra Mỹ Ngọc à, nói với nhau vài ba câu, giận dỗi xung đột là chuyện thường tình, cứ tiếp xúc với nhau nhiều là được. Cha biết. Có thể cha đã để cho con gái chịu ấm ức. Nào, rót thêm cho hai dì chút nước. Lâm ca, lần này tới gặp anh đã chịu nguy hiểm khá lớn. Nếu như Hắc Qua biết được thì tôi mất mạng mất. Bây giờ bọn họ đang tìm anh. Tôi biết, có chuyện gì anh nói đi.
Điều này tuyệt đối không được. Nếu để Hắc Qua biết được thì tôi mất mạng mất. Chuyện này tôi không thể làm. Chuyện này đúng là không được. Thế là được chưa? Anh Tú Nhi ở đây. Anh tìm em có việc gì? Anh tìm em, đừng nói dội. Nào, thử món em làm có ngon không? Thơm chưa? Thơm. Anh ngày nào cũng chạy đông chạy tay, không chăm sóc bản thân. Nếu như không có người em gái như em xem anh làm thế nào. Còn đóng bò ăn đi. Em mới làm cho anh có mấy bữa chứ. Hôm nay anh gọi em tới chính là muốn nói với em một chuyện. Rốt cuộc có chuyện gì? Anh muốn tìm một người chăm sóc mình. Em không thể chăm sóc anh sao? Sớm muộn gì em cũng là bát nước đổ đi. Anh anh tính tìm một người có thể chăm sóc anh cả đời. Ý của anh là muốn lấy vợ. Tốt quá rồi. Anh còn chưa nói với ai. Nhanh nói với em. Chị dâu có phải là chị Thúy Nhi không? Chính vì vậy anh mới gọi em tới thương lượng. Có điều Tú Nhi, anh đang lo lắng thân phận cô ấy. Trước đây cô ấy làm gì em cũng biết đó. Làm cái gì thì đã sao? Anh, hai người ở bên nhau, chỉ cần dựa vào tình yêu là đủ rồi. Cái khác không quan trọng. Hơn nữa, anh ngày nào cũng đánh đánh giết giết, người ta để mắt đến anh, đúng là không dễ gì rồi. Sao anh còn để ý đến thân phận của người ta? Anh không để ý. Anh sợ em để ý đến thân phận của chị dâu. Em không chê chị dâu. Sao em có thể chê chị dâu được? Chỉ cần hai người thật lòng muốn ở bên nhau, vui vẻ thì em cũng vui. Em nhất định sẽ không coi chị ấy là người ngoài. Được, anh có câu này của em thì anh yên tâm rồi. Vậy yên tâm. Anh định bao giờ nói với chị dâu? Cứ nhắc đến chuyện này là anh đau đầu. Anh không biết nói thế nào với cô ấy. Xem đi, bình thường làm việc thì ghê lắm, đến lúc then chốt thì lại không được. Có cần em nói với chị ấy giúp anh không? Không cần đâu. Chuyện này nên để anh tự mình đi nói. Tú Nhi tới rồi. Anh Đa Minh, Hắc Ca, hai người nói chuyện đi, em về trước đây. Tú Nhi đợi một chút. Không có chuyện gì. Không có. Vậy cậu đưa Tú Nhi về đi. Hai ngày này trên phố không an toàn. Được Hắc Ca. Anh yên tâm, em về trước đây. Tạm biệt. Đi đây. Tú Nhi, chuyện gì khiến em vui vậy? Kể cho anh nghe chứ. Tất nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ chưa nói được. Bây giờ đang trong giai đoạn bảo mật. Bảo mật sao? Vậy được không nói? Được rồi, tiễn đến đây được rồi. Chỗ đường còn lại em đi một mình. Không sao, tiễn em về đến nhà. Dù gì anh cũng đang rảnh. Không sao đâu, chỗ này rất an toàn. Vậy anh về trước đây. Em cẩn thận nha. Được. Chị Tuyết Như. Chị Tuyết Như, em có chuyện muốn nói với chị. Chuyện gì? Vừa rồi lúc em về là anh em kêu người đưa em về. Làm như vậy có phải đã phạm sai lầm rồi không? Không vào đây cùng em sao? Chắc là không. Đưa đến con đường đầu hẻm. Em nói chỗ đường còn lại em đi một mình. Kêu anh ấy về. Chắc không sao đâu. Chỉ cần em xác định anh ta không vào là được. Em đợi ở đây, anh đi xem thế nào. Bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, hay là đừng qua đó. Đã đến rồi. Không sao đâu, yên tâm đi, chú ý an toàn. Người đâu? Mau đến đây!
Người đâu mau đến đây. Đứng lại. Đừng chạy. Nhanh. Điểm sinh. Nhanh. Bắt lấy hắn. Đuổi theo bên này. Nhanh. Đứng lại. Cẩn thận đó. Thank you.